Ngày 18 tháng 5 năm 2023, Quyền Quỹ Dòng Trơm Long Trọng tổ chức lễ trao tặng, truy tặng quy hiệu đảng đợt 19 tháng 5 năm 2023 cho 60 đảng viên. Tham dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh quỹ Lê Đức Thọ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Quỳnh Quang Triệu. Trong 60 đảng viên được trao tặng, truy tặng quy hiệu đảng đợt 19 tháng 5, có một đồng chí nhận quy hiệu 65 năm tuổi đảng, 60 năm 3 đồng chí, 55 năm 7 đồng chí, 50 năm 5 đồng chí, 45 năm 6 đồng chí, 40 năm 25 đồng chí và 30 năm 13 đồng chí. Bí thư tỉnh ủy Lê Đức Thọ đến nhà trang trọng trao quy hiệu 60 năm tuổi đảng cho đồng chí Trần Văn Khi, sinh năm 1933, sinh hoạt tại đảng bộ xã Bình Hòa. Đồng chí Trần Văn Khi trải qua nhiều vị trí công tác của quyện, xã, nguyên là chủ tịch hội người cao tuổi xã Bình Hòa. Đồng chí đã có nhiều đóng góp qua các giai đoạn công tác, được tỉnh, quyện và địa phương ghi nhận, trao tặng nhiều bằng khen, giấy khen, tại thành phố Bến Tre, Bí thư tỉnh ủy Lê Đức Thọ đến nhà trao quy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, nguyên Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nguyên Chủ tịch Quỹ ban nhân dân tỉnh đang sinh hoạt tại chi bộ công ty Đại Phước An, trực thuộc Đảng bộ phường 7, thành phố Bến Tre. Bí thư tỉnh ủy Lê Đức Thọ trân trọng ghi nhận những cống hiến, đóng góp ý nghĩa của các đồng chí trong hoạt động cách mạng, quá trình xây dựng và phát triển tỉnh nhà Quy hiệu đảng là phần thưởng cao quý của Đảng dành cho những cán bộ, đảng viên có bề dày đóng góp vào sự nghiệp cách mạng, bảo vệ Tổ quốc, xây dựng và phát triển quê hương. Tại những nơi đến, đồng chí Bí thư tỉnh ủy gửi lời chúc các đồng chí đảng viên nhận quy hiệu đảng đợt 19 tháng 5 năm 2023 nhiều sức khỏe, tiếp tục là tấm gương sáng cho gia đình, địa phương và tỉnh nhà, là nguồn động viên để thế hệ hiện nay và mai sau ra sức phấn đấu xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp.